Bữa nay mình đi ra phía sau nhà để mình bứt cái bông mang vô nhà cắm. Đây là phía hông bên nhà mình. Ngay phía sau có một cây liễu á. Chắc cây này mình nghĩ nó cũng lâu đời rồi, nó bự lắm. Bự mà cao mà tán nó nhiều. Nhìn vô cái gốc cây á thấy ghê ghê. Bữa nay mình bị Covid đó các bạn. Trời ơi, 2-3 ngày nay nó hành mình sốt. Đêm không có ngủ được, người nó mệt vẻ quái. Bây giờ mình đi vòng vòng ra ngoài cho có không khí một chút á. Mình sẽ bứt hai cái bông màu vàng đó, với mấy cái bông màu trắng. Bữa mình mới bị viêm phổi á, chưa có hết, xong bây giờ mình lại bị Covid nữa, mình thấy cũng hơi sợ sợ á. Giống như cái phổi của mình nó yếu sẵn rồi, bây giờ còn thêm bệnh Covid nữa, nó hại rồi. Ủa cái cây này lạ ghê, không biết cái cây gì, nó có trái bông. Nó có cái bông này. Đó, thấy không? Giống như trái bắp vậy đó. Mà mình không dám đụng vô đâu, sợ nó có độc hay gì, chắc tiêu. Cây này bữa nay nó bự ghê. Cái này là bông hoa. Bông hoa lily đúng không các bạn? Thế cái này ở Việt Nam, đợt mình đi học cắm bông, mình cũng mua bông này nhiều, mình nó thấy nó bự hơn, còn bông này thấy nó hơi kiểu nhỏ, gọi là gì ta, eo uột. Nguyên cái đám này này, rừng cây rậm rạp này, để mùa đông nó cắt trụi sạch hết. Phía sau là cái bờ hồ á. Đây mình sẽ bứt cái bông này này. Cái bông này mình thấy ở trong siêu thị nó bán 3 đồng 4 đồng á, 4 đồng một bó, mà chắc cũng chỉ được mấy cành à. Trong khi đó nó mọc, cái cành này nó mọc ngay phía bờ hồ mà. Bứt dài cắm một cành này. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, cũng hơi nắng xíu. Còn hai cành với một cành non ở đây là mình bứt hết luôn ha. Chứ không cũng đâu à, cũng để nó không thì cũng uổng. Bứt về nhà nguyên một rừng cái bông hoa lily màu trắng đẹp ghê không? Đó, còn phía xa xa đó là cây súng á. Mình để cái này xuống dưới đất ha. Rồi mình bứt tiếp mấy cái cành này. Nó dễ bứt lắm, nó giòn dễ sợ luôn. 2. Còn một cành nữa. Cành đó. Không biết ở đây có gắn ghít gì không á, tại vì cũng bụi cây rồi rậm rạp tùm lắm, nhìn cũng thấy ghê ghê. Mình bứt thêm mấy cành li li nữa. Đó, đây là khung cảnh xung quanh nhà mình ở phía sau bờ hồ á. Thường thường mình hay đứng trong nhà mình quay ra không à. Bữa nay mình đi ra ngoài xíu cho nó có không khí á, cho nó mau hết Covid. Đây mình thu hoạch được nhiêu đây, mấy cành li li nè, 3 cái cành này. Cành này giống như là cái bông để mình, cái bông này cũng đẹp.
mình cái bông này để mình cắm kèm với những cái bông bông khác ấy. Trong siêu thị nó bán nhiều nhiều đầy ấy, nó bán là 4 đồng 99 đó, cũng mắc ấy. Kìa, các bạn thấy cái gốc cây xa xa, cái cây liễu đó ghê ha, nhìn nó âm u. Hôm bữa mình thấy có một con đen đen khổng lồ, nó chạy từ trong đó nó chạy ra. Nhìn à, xung quanh hàng xóm nhà mình mát lắm, ra ngoài khí hậu nó mát mẻ dễ chịu ghê, trong nhà cứ hầm hầm. Rồi cái Covid nữa, người cứ mệt mệt, sốt, đêm thì mình sốt nóng lạnh, rồi ho. Bây giờ nó đang